Xây nhà tháng 3 âm lịch được không? 4 ngày tốt động thổ xây nhà, xem ngay để biết. Quý vị thân mến, việc chọn thời điểm xây nhà là vô cùng quan trọng. Khi đã chọn được vị trí tốt để xây nhà, thiết kế hướng và các yếu tố trong ngôi nhà phù hợp, thì công việc còn lại là xác định thời điểm xây nhà, tức là xác định yếu tố thiên thời. Nếu việc lựa chọn thời điểm xây dựng, tức ngày, giờ, tháng, năm tốt sẽ khiến cho phong thủy nhà đã tốt thì lại càng tốt hơn gấp bội. Gia chủ sẽ nhanh chóng thịnh vượng, tài vận hanh thông. Ngược lại, nếu chọn ngày, giờ, tháng, năm xây nhà không tốt, nhất là vi phạm các cấm kỵ phong thủy thì làm giảm sự tốt đẹp của phong thủy ngôi nhà, gây suy bại và nhiều điều xấu cho gia đình. Dưới đây là những ngày đại cát phù hợp gia chủ muốn xây nhà trong tháng này. Quý vị hãy cùng lắng đọng tinh hoa, đi sâu và tìm hiểu ngay sau đây. Thứ nhất, ngày 20 tháng 4 năm 2024, tức ngày 12 tháng 3 âm lịch. Âm lịch ngày 12 tháng 3 năm 2024, ngày Giáp Dần, tháng Mậu Thìn, năm Giáp Thìn, là ngày tư mệnh hoàng đạo, tiết cốc vũ, trực khai. Giờ tốt nên động thổ, Tý từ 23 giờ tới 1 giờ, Sửu từ 1 giờ tới 3 giờ, Thìn từ 7 giờ tới 9 giờ, Tỵ từ 9 giờ tới 11 giờ, Mùi từ 13 giờ tới 15 giờ, Tuất từ 19 giờ tới 21 giờ. Giờ xấu tránh động thổ, Dần từ 3 giờ tới 5 giờ, Mão từ 5 giờ tới 7 giờ, Ngọ từ 11 giờ tới 13 giờ, Thân từ 15 giờ tới 17 giờ, Dậu từ 17 giờ tới 19 giờ, Hợi từ 21 tới 23 giờ. Thứ hai, ngày 23 tháng 4 năm 2024, tức ngày 15 tháng 3 âm lịch. Âm lịch ngày 15 tháng 3 năm 2024, ngày Đinh Tỵ, tháng Mậu Thìn, năm Giáp Thìn, là ngày minh đường hoàng đạo, tiết cốc vũ, trực trừ. Giờ tốt nên động thổ, Sửu 1 tới 3 giờ, Thìn 7 tới 9 giờ, Ngọ 11 tới 13 giờ, Mùi 13 giờ tới 15 giờ, Tuất 19 giờ tới 21 giờ, Hợi 21 giờ tới 23 giờ. Giờ xấu tránh động thổ, Tý 23 giờ tới 1 giờ, Dần 3 giờ tới 5 giờ, Mão 5 giờ tới 7 giờ, Tỵ 9 giờ tới 11 giờ, Thân 15 giờ tới 17 giờ, Dậu 17 giờ tới 19 giờ. Thứ 3, ngày 27 tháng 4 năm 2024, tức 19 tháng 3 âm lịch. Các giờ tốt hoàng đạo trong ngày là Mậu Tý 23 giờ tới 1 giờ, Tư Mệnh, Canh Dần 3 giờ tới 5 giờ, Thanh Long, Tân Mão 5 giờ tới 7 giờ, Minh Đường, Giáp Ngọ 11 giờ tới 13 giờ, Kim Quỹ, Ất Mùi 13 giờ tới 15 giờ, Bảo Quang, Đinh Dậu 17 giờ tới 19 giờ, Ngọc Đường. Ngày hôm nay, các tuổi xung khắc sau nên cẩn trọng sau khi tiến hành các công việc lớn là xung ngày, Quý Mão, Kỷ Mão, Ất Sửu, Ất Mùi, xung tháng, Canh Tuất, Bính Tuất. Nên xuất hành hướng Tây Nam gặp Hỷ Thần sẽ mang lại nhiều niềm vui, may mắn và thuận lợi. Xuất hành hướng Tây Nam sẽ gặp Tài Thần mang lại tài lộc tiền bạc. Hạn chế xuất hành hướng Đông Nam xấu. Theo lịch vạn sự, có 12 trực gọi là kiến trừ thập nhị khách, được sắp xếp theo thứ tự tuần hoàn, luân phiên nhau từng ngày, có tính chất tốt xấu tùy theo từng công việc cụ thể. Ngày hôm nay, lịch âm ngày 19 tháng 3 năm 2024 là chấp, tốt cho khởi công xây dựng, tránh xuất hành, di chuyển, khai trương. Theo Ngọc Hạp Thông Thư, mỗi ngày có nhiều sao, trong đó có cát tinh, sao tốt và khung tinh, sao xấu. Ngày 27 tháng 4 năm 2024, có sao tốt là Địa Tài, tốt cho việc cầu lộc khai trương. Nguyệt Giải, tốt cho mọi việc. Phổ Hộ, Hội Hộ, tốt cho mọi việc. Cưới Hỏi, xuất hành. Lục Hợp, tốt cho mọi việc. Kim Đường, Hoàng Đạo, tốt cho mọi việc. Ngũ Hợp, tốt mọi việc. Các sao xấu là Khoang Vu, xấu mọi việc, Ly Sàng, Kỵ Cưới Hỏi. Thứ tư, ngày 29 tháng 4 năm 2024, tức 21 tháng 3 âm lịch. Các giờ tốt, hoàng đạo trong ngày là Quý Sửu từ 1 tới 3 giờ, Ngọc Đường,
Bính Thìn 7 giờ tới 9 giờ Tư Mệnh, Mậu Ngọ 11 giờ tới 13 giờ Thanh Long, Kỷ Mùi 13 giờ tới 15 giờ Minh Đường, Nhâm Tuất 19 giờ tới 21 giờ Kim Quỹ, Quý Hợi 21 giờ tới 23 giờ Bảo Quang. Ngày hôm nay, các tuổi xung khắc sau nên cẩn trọng hơn khi tiến hành các công việc lớn là xung ngày. Đinh Tỵ, Ất Tỵ, Đinh Mão, Đinh Dậu, xung tháng, Canh Tuất, Bính Tuất. Nên xuất hành hướng Đông Nam gặp Hỷ Thần sẽ mang lại nhiều niềm vui, may mắn và thuận lợi. Xuất hành hướng Tây Bắc sẽ gặp Tài Thần, mang lại tài lộc, tiền bạc. Hạn chế xuất hành hướng Đông Nam xấu. Ngày này hướng Đông Nam vừa là hướng xấu nhưng lại vừa là hướng tốt, mang lại nhiều tin vui, nên tốt xấu trung hòa chỉ là bình thường. Theo lịch vạn sự, có 12 trực gọi là kiến trừ nhập thị khách được sắp xếp theo thứ tự tuần hoàn, luân phiên nhau từng ngày, có tính chất tốt xấu tùy theo từng công việc cụ thể. Ngày hôm nay, lịch ngày 21 tháng 3 năm 2024 là nguy xấu mọi việc. Theo Ngọc Hạt Thông Thư, mỗi ngày có nhiều sao, trong đó có Cát Tinh sao tốt và Khung Tinh sao xấu. Ngày 29 tháng 4 năm 2024 có sao tốt là Thiên Thành tốt cho mọi việc, Cát Khánh tốt mọi việc, Tuế Hợp tốt mọi việc, Mẫu Thương tốt về cầu tài lộc, khai trương mở kho, Ngọc Đường Hoàng Đạo tốt mọi việc, Ngũ Hợp tốt mọi việc, Nhân Chuyên Đại Cát tốt mọi việc, có thể giải được sao xấu trừ Kim Thần Thất Sát. Các sao xấu là Thụ Tử xấu mọi việc trừ Săn Bắn Tốt, Địa Tạc xấu đối với khởi đạo an táng, khởi công động thổ xuất hành, Thổ Cẩm kỵ xây dựng nhà cửa an táng. Thưa quý vị, nhà không chỉ đơn thuần là một công trình xây dựng mà còn là nơi che mưa, che nắng, gắn bó cả gia đình. Chính vì vậy, xây nhà luôn là việc hệ trọng của đời người và cần xem xét nhiều yếu tố liên quan trước khi tiến hành xây dựng. Ngoài việc xem tuổi gia chủ có hợp để xây nhà trong năm đó không, thì xem ngày tốt động thổ làm nhà tháng 3 năm 2024 cũng rất quan trọng. Theo quan điểm phong thủy, ngày lành tháng tốt là ngày có trường năng lượng may mắn tốt lành, tạo sự thuận lợi suôn sẻ cho mọi việc. Còn ngày xấu thường có các trường năng lượng u ám gây bất lợi, cản trở công việc, tạo ra nhiều kết quả không như mong muốn, ảnh hưởng tới sức khỏe và hao tốn tiền của. Do đó, xây sửa nhà nếu chọn được ngày lành tháng tốt thì quá trình thi công sẽ diễn ra thuận lợi, công trình hoàn thiện nhanh và mang tới phúc khí, bình an, tài lộc vững bền cho gia chủ. Còn nếu lựa chọn ngày xấu, sẽ xảy ra những trục trặc khó lường, thiệt hại tiền bạc, công sức và bất lợi cho gia chủ khi sinh sống sau này. Trong phong thủy nhà ở, xây sửa nhà nên lựa chọn ngày giờ hoàng đạo có nhiều cát tinh. Ngược lại nên tránh ngày tam nương thổ tú, không phòng, dương công kỵ nhật. Tháng này là thời điểm nhiều người dục dịch sắp xếp động thổ, xây sửa nhà. Bởi vậy, việc xem ngày tốt động thổ làm nhà tháng 3 âm lịch là cần thiết và nên lưu ý để công tác xây sửa nhà diễn ra suôn sẻ, thuận lợi nhất. Xem ngày tốt động thổ là một hành động thường thấy trong văn hóa dân gian của người Á Đông. Theo đó, người xưa quan niệm, việc xem ngày động thổ làm nhà đóng vai trò vô cùng lớn về mặt tư tưởng, giúp gia chủ an tâm hơn về mặt tinh thần. Khi xem ngày tốt động thổ làm nhà, ngôi nhà sẽ được đảm bảo phần nào sự may mắn trong các hoạt động thi công công trình. Bên cạnh vấn đề xem ngày nhập trạch về nhà mới, việc xem ngày tốt xấu động thổ cũng không kém phần quan trọng. Dân gian thường truyền tai nhau rằng, đất có thổ công, sông có hạ bá. Chính vì thế, khi khởi công xây dựng bất cứ công trình nào, bạn cũng nên chọn ngày lành tháng tốt, chuẩn bị mâm cúng để xin phép thổ công tại đó. Với mong muốn đầu xuôi đuôi lọt, ngay từ xúc đất đầu tiên, gia chủ cũng nhất định phải xem ngày đẹp, hợp với tuổi của mình để đảm bảo mọi việc diễn ra suôn sẻ, tốt đẹp. Quý vị cũng cần tránh những ngày xấu sau khi tiến hành cúng động thổ. Ngày hắc đạo, sát chủ, trùng tang, trùng phục. Ngoài việc xem ngày, giờ, bước tiếp theo gia chủ cần chuẩn bị các vật phẩm cho buổi lễ đó. Có nhiều cách cúng khác nhau tùy vào tuổi, mạng số, phong thủy của chủ đất và tùy vào dụng ý của pháp sư xem xét cho mảnh đất đó. Do đó sẽ có nhiều nơi nhiều người cúng mặn, cúng đầu chay, hoa quả. Thường cúng động thổ để khởi công xây dựng một ngôi nhà ở thông thường như sau. Một bộ tam sinh bao gồm
thịt lợn luộc, tôm luộc, trứng vịt luộc, một con gà chọn gà trống, chân và mỏ đều vàng, mình vàng, một đĩa xôi hoặc bánh chưng, một chén muối, một chén gạo, một bát nước, một ly trà, một cốc rượu trắng, một bao thuốc lá, một bộ quần áo quan thần linh, mũ, hia, tất cả màu đỏ, kiếm trắng, một đinh vàng hoa, hai cây đèn cầy, năm lễ vàng tiền, năm cái oản đỏ, ba khũ muối, gạo, nước, năm lá trầu, năm quả cau và ba miếng trầu cau đã tên, năm loại quả khác nhau xếp thành đĩa, hoa cúng động thổ gồm 9 bông hoa hồng đỏ. Sắm lễ vật cúng động thổ công trình, cúng mở móng, sửa chữa, cất nóc. Mâm ngũ quả, hoa tươi, nhang rồng phượng, đèn cầy, gạo, muối, trà, rượu, nước lọc, giấy cúng, một bộ quần áo quan thần linh, mũ, hia, tất cả màu đỏ, kiếm trắng, năm lễ vàng tiền, năm cái oản đỏ, bánh kẹo, trầu cau, chè, xôi, cháo trắng, tam sên một bộ, thịt luộc, tôm luộc, trứng vịt luộc, gà, heo sữa quay 3,5kg tới 4kg, bánh bao, ly rót nước, rót rượu, chén, đũa, muỗng, bình hoa, lư nhang. Đối với gia chủ, bày biện lễ vật lên một chiếc bàn nhỏ để giữa khu đất được thi công, chọn chỗ đất cao giáo đẹp nhất. Đốt 2 cây đèn và thắp 7 cây nhang với nam và 9 cây nhang với nữ. Cắm 3 cây nhang trên mâm cúng, 3 cây dưới đất và 1 cây hoặc 3 cây với nữ. Trang phục của chủ nhà chỉnh tề, thắp đèn nhang vái 4 phương, 8 hướng rồi quay vào mâm lễ rồi khấn. Đọc văn khấn động thổ xây nhà để xin làm nhà trên mảnh đất. Sau khi cúng xong, hương gần tàn, gia chủ khóa tiền vàng đổ hàng mã. Tiếp theo là giải muối gạo rồi tự tay cuốc những phát đầu tiên hoặc đặt viên gạch đầu tiên vào chỗ đào móng để trình với thần thổ địa xin được động thổ. Ngay sau đó, tốt thợ đào móng có thể thi công. Riêng ba gỗ, muối, gạo, nước thì cất đi để sau này khi nhập trạch thì để ở. Sau này khi nhập trạch thì đem tới để nơi bếp, nơi thờ cúng táo quân. Cắm hoa cúng xuống công trình chứ không mang về nhà. Nếu làm nhà nhiều tầng, mỗi lần đổ mái lên tầng đều phải sắm lễ cúng vái. Đối với đơn vị thi công, sau khi gia chủ cúng xong, đơn vị thi công vào thắp nhang cúng và khấn giống như bên trên. Lưu ý, ngoài việc khấn thổ công, thần đất thì khấn thêm tổ nghề để mọi việc tiến hành suôn sẻ. Đối với người mượn tuổi làm nhà, cũng chuẩn bị đầy đủ lễ vật và các bước như trên, nhưng trước đó phải làm giấy tờ bán tượng trưng khu đất đó cho người mượn tuổi lấy 100.000 đồng có làm giấy tờ, chủ nhà giữ. Lưu ý, khi cúng động thổ, người chủ đất phải lánh khỏi nơi làm nhà từ 50 mét trở lên sau khi hoàn tất việc động thổ mới trở về. Xây dựng nhà cao tầng, đổ mái lên tầng vẫn tiếp tục mượn người đó dâng hương khấn lễ và gia chủ vẫn phải tạm lánh lúc làm lễ. Đặc biệt khi nhập trạch, người mượn tuổi làm mọi thủ tục dâng hương, khấn thành lời bàn giao lại cho gia chủ. Lúc này chủ nhà làm giấy tờ mua lại với giá 100.000 đồng và khấn lễ theo phần nhập trạch. Vậy tại sao cổ nhân nhắc nhở tháng 5 kiêng xây nhà, tháng 6 không chuyển nhà? Nghệ xưa có câu, tậu trâu lấy vợ xây nhà. Đây được xem là ba việc lớn nhất của đời người. Trong đó, việc quan trọng và khó khăn nhất chính là xây nhà. Vì là chuyện trọng đại nên không thể bỏ qua những kiêng kỵ, nên người xưa mới nhắc nhở tháng 5 kiêng xây nhà, tháng 6 kiêng chuyển nhà. Từ xưa cho tới nay, xây nhà vẫn luôn được coi là việc trọng đại, bởi an cư thì mới lạc nghiệp. Thế nên, nhiều người cả đời bôn ba vất vả cũng chỉ với mục tiêu duy nhất là dành dụm tiền xây nhà. Xây nhà tốn nhiều tiền của, công sức, thời gian, lại là nơi chúng ta sinh hoạt lâu dài. Vậy nên có nhiều lưu ý kiêng kỵ cần phải tránh để hạn chế điều xui xẻo có thể xảy ra với cuộc sống sau này. Ở nhiều vùng, người dân cho rằng tháng 5 âm lịch là tháng không mấy cát lành. Đặc biệt, ngày 5 tháng 5 âm lịch còn được coi là ngày xấu. Hẳn ai cũng biết đây chính là Tết Đoan Ngọ, vậy cớ sao lại gọi là ngày xấu? Vào ngày Tết Đoan Ngọ, mọi người thường dán tranh ngũ độc, treo thần phù, treo lá ngải hoặc xương rồng vào trước cửa để ngăn chặn ngũ độc vào nhà. Ngũ độc ở đây chính là 5 con vật, rắn, nhện, rết, bọ cạp, rùa.
Bên cạnh đó, vào buổi sáng sớm ngày Tết Đoan Ngọ, nhiều người sẽ ăn đồ chua, bánh cho, rượu nếp để giết sâu bọ, bệnh tật trong người. Mục đích của việc ngăn chặn ngũ độc hay các loại sâu bọ là để chúng không làm ảnh hưởng tới ngôi nhà đang sinh sống và sức khỏe của con người. Những vật nhỏ bé này nhưng lại có thể đục khoét khiến ngôi nhà xuống cấp nhanh chóng. Bên cạnh đó cũng có quan niệm cho rằng tháng 5 âm lịch là tháng cửu độc, do trong tháng có 9 ngày khiến cơ thể dễ bị tổn hao nguyên khí. Bởi thế, việc xây dựng nhà cửa trong thời điểm này có thể mang tới điều xui xẻo nên tránh. Tháng 5 âm lịch là thời điểm mùa mưa bắt đầu. Mưa lớn dài ngày sẽ ảnh hưởng tới tiến độ xây nhà. Vậy nên, nhiều người thường lựa chọn xây nhà vào khoảng tháng 8 tới tháng 12. Khi đó, thời gian ban ngày dài và thời tiết hanh khô, ít mưa nên rất thích hợp. Phát âm tiếng Hán của số 5 lại đồng âm với từ vô, không có gì, cho nên tháng 5 mà xây nhà thì sẽ vô phúc, không may mắn. Đó chính là ba lý do khiến cho cổ nhân khuyên rằng tháng 5 kiêng xây nhà. Ngoài ra, ngày xưa các phương tiện di chuyển như xe máy, ô tô còn chưa phổ biến, vận chuyển đồ đạc chủ yếu bằng cách đi bộ, dùng bò hoặc ngựa kéo xe thô sơ, việc di chuyển hết sức khó khăn và vất vả. Tháng 6 trời nắng như đổ lửa, ngồi một chỗ thôi đã thấy bức bối ngột ngạt rồi, chứ chưa nói tới việc phải đi một quãng đường dài và mang theo nhiều đồ đạc bên người. Không chỉ tháng 6, người xưa còn khuyên không nên chuyển nhà vào tháng 12, bởi đây là thời gian mùa đông lạnh giá, chuyển nhà sẽ gặp nhiều bất tiện khó khăn. Hiện nay, nhiều người vẫn thực hiện theo lời dặn dò, tháng 5 kiêng xây nhà, lời khuyên này vẫn còn vẹn nguyên giá trị và sự hợp lý. Thế nhưng, chuyện tháng 6 không chuyển nhà lại không quá phổ biến, ít người biết tới. Cũng bởi ngày nay, các phương tiện di chuyển rất phổ biến, cùng với đó là nhiều dịch vụ vận chuyển trọn gói ra đời, giúp cho việc chuyển nhà không còn là nỗi ám ảnh nữa. Dù là trời mưa hay trời nắng chuyển nhà vẫn rất nhanh chóng. Mặc dù còn nhiều tranh cãi xung quanh lời nhắc tháng 5 kiêng xây nhà, tháng 6 không chuyển nhà, thế nhưng cổ nhân hoàn toàn có lý để đưa ra lời khuyên đó. Chúng ta hoàn toàn có thể tham khảo để lựa chọn cho mình phương án tốt nhất trong việc xây nhà hoặc thuê nhà. Đến đây, các bạn đã hiểu nguyên do vì sao tháng 5 kiêng xây nhà, tháng 6 không chuyển nhà theo lời cổ nhân căn dặn rồi, đúng không? Hy vọng thông tin này hữu ích dành cho bạn. Vậy thưa quý vị, quý vị có biết những nạn thường gặp hay xây nhà là những nạn nào không? Quý vị hãy cùng với chúng tôi tìm hiểu ngay sau đây. 1. Xây nhà trên đất chủ cũ mà chưa xin phép. Chủ cũ ở đây có thể là người chủ đất đầu tiên, đó là người đi khai khoang vùng đất của bạn. Ngoài ra, có thể là ông bà tổ tiên, những người mà trước đó đã sinh sống trên mảnh đất này. Sau khi chủ cũ mất đi, được chôn cất sau vườn, linh hồn của họ vẫn ở lại mảnh đất này để cai quản khu đất như đang còn sống. Việc xây dựng một ngôi nhà trên đất mà trước đó là của người khác, đặc biệt là khi không xin phép hoặc không biết về sự hiện diện của chủ cũ, có thể gây ra nhiều vấn đề phức tạp và tâm linh mà không phải ai cũng biết đến. Trong nhiều trường hợp, chủ cũ có thể là người chủ đất gốc, tổ tiên hoặc người đã sống trên đất đó trước khi bạn xây dựng ngôi nhà của mình. Đây có thể là người đã đầu tư rất nhiều công sức và tâm huyết vào việc phát triển mảnh đất đó. Khi họ qua đời, linh hồn của họ có thể vẫn còn ở lại và trông nom khu đất như khi họ còn sống. Trong trường hợp này, xây dựng một ngôi nhà mà không có sự tôn trọng và xin phép từ chủ cũ có thể gây ra những vấn đề tâm linh và văn hóa. Một tình huống khác có thể xảy ra khi mảnh đất được xây trên đó từng là khu vực nghĩa địa. Nếu người mua đất không biết về quá khứ của địa điểm này hoặc không được thông báo về việc xây dựng trên nền đất nghĩa địa, có thể dẫn tới việc xâm phạm tới chủ cũ, những người đã khuất. Trong nhiều trường hợp, những linh hồn này vẫn liên kết mật thiết với đất đai và không hài lòng với sự can thiệp không xin phép vào nơi họ nghỉ ngơi cuối cùng. Việc xây nhà trên đất chủ cũ chưa xin phép có thể dẫn tới những tác động tâm linh và tâm hồn không mong muốn. Chủ cũ có thể gây khó dễ cho gia đình và chủ nhà, thậm chí dẫn tới những sự kiện bất thường hoặc vận đen trong cuộc sống của họ.
Điều này là một ví dụ về cách mà văn hóa và tâm linh có thể ảnh hưởng tới cuộc sống hàng ngày và quyết định của con người. Trong việc xây dựng, tôn trọng lịch sử và văn hóa của địa điểm là rất quan trọng. Xin phép và tôn trọng chủ cũ là một phần quan trọng của việc xây dựng một ngôi nhà hòa hợp với môi trường xung quanh. Điều này không chỉ tạo ra một môi trường sống tốt cho gia đình mà còn đảm bảo rằng mối quan hệ với những linh hồn và tâm hồn của người trước đó được duy trì một cách tôn trọng và hòa hợp. 2. Không hợp tuổi để xây. Trong việc xây dựng nhà và thiết kế không gian sống, nhiều người quan tâm tới yếu tố phong thủy và các tín ngưỡng truyền thống để đảm bảo sự hài hòa và may mắn cho gia đình. Một trong những yếu tố quan trọng trong phong thủy là tuổi và cung mệnh của gia chủ, và nó có thể ảnh hưởng tới việc quyết định xây nhà. Theo quan niệm phong thủy, việc xây nhà nên tuân theo các quy tắc để tránh những hạn chế không mong muốn trong cuộc sống của gia đình. Ba trong số các đại hạn lớn nhất được coi là có tác động tiêu cực và được gọi là kim lâu, tam tai và hoàng ốc. Kim lâu được xem là một trong những thời kỳ đặc biệt đen tối trong cuộc đời của người gia chủ. Nếu gia chủ xây dựng nhà trong thời kỳ này, họ có thể phải đối mặt với nhiều khó khăn và trắc trở. Vì vậy, nếu tuổi của gia chủ trùng với kim lâu, thường sẽ hoãn lại việc xây nhà cho đến khi thời kỳ này qua đi. Hơn nữa, tam tai là một loại hạn chế khác trong phong thủy và nó xuất hiện mỗi 12 năm. Trong tam tai, người ta tin rằng việc xây dựng, làm việc quan trọng hoặc di chuyển có thể đối diện với nhiều rủi ro và thách thức. Do đó, nếu tuổi của gia chủ trùng với tam tai, họ cũng thường sẽ xem xét việc hoãn lại việc xây dựng nhà. Cuối cùng, hoàng ốc là một trong những hạn lớn khác trong phong thủy. Nếu xây nhà trong thời kỳ hoàng ốc, người gia chủ có thể đối mặt với sự xấu lành và thách thức trong cuộc sống. Chính vì vậy, nếu tuổi của gia chủ trùng với hoàng ốc, họ cũng có thể xem xét việc hoãn lại việc xây nhà. Mục tiêu chính của việc xem xét phong thủy trong việc xây dựng nhà là đảm bảo rằng gia đình sẽ tránh được những vấn đề và khó khăn không mong muốn trong tương lai. Tuy nhiên, nó cũng là một phần của văn hóa và tín ngưỡng riêng của mỗi người và quyết định cuối cùng nên dựa trên sự tin tưởng và hiểu biết của gia đình. 3. Do trường năng lượng xung khắc. Xây nhà trên mảnh đất mà trước đó là nghĩa địa có thể mang theo nhiều trường hợp xung khắc và tác động tiêu cực đến gia đình và sức khỏe của những người sống trong ngôi nhà đó. Vấn đề này liên quan chủ yếu đến các khía cạnh về năng lượng và tâm linh. Trong nhiều trường hợp, nghĩa địa là nơi chôn cất người đã khuất và có sự tập trung lớn của năng lượng tâm linh. Khi xây nhà trên đất này mà không có sự tôn trọng và xin phép đúng cách, âm khí xung quanh có thể trở nên nặng nề và không được cân bằng. Cảm giác không thoải mái và áp lực tinh thần có thể lan tỏa trong gia đình, ảnh hưởng tới tinh thần và tâm trạng của mọi người. Điều này có thể dẫn tới sự căng thẳng, xích mích và thậm chí là vấn đề về tâm lý và tinh thần. Thêm vào đó, khi xây dựng trên nền đất nghĩa địa, cân bằng âm dương thường bị đảo lộn. Trong tâm lý Đông Á, việc duy trì cân bằng giữa âm và dương là một phần quan trọng của cuộc sống hòa hợp và lành mạnh. Khi xây nhà trên nền đất có lịch sử nghĩa địa, sự xung khắc giữa hai yếu tố này có thể gây ra sự mất cân bằng năng lượng. Điều này có thể làm tăng nguy cơ ốm đau và bệnh tật, đặc biệt đối với những người có sức đề kháng yếu như người già, trẻ nhỏ hoặc những người đang đối mặt với các vấn đề về sức khỏe. Bên cạnh việc xây nhà trên nền đất nghĩa địa, còn có trường hợp năng lượng của mảnh đất không hợp với chủ nhân mới. Mỗi đất đai mang theo một lịch sử và năng lượng riêng và không phải lúc nào cũng phù hợp với mọi người. Khi năng lượng của mảnh đất không hòa hợp với gia đình mới, sự xung khắc năng lượng này có thể gây ra sự mất cân bằng trong cuộc sống hàng ngày. Sức khỏe của các thành viên trong gia đình có thể bị ảnh hưởng và họ có thể trải qua nhiều khó khăn về tâm lý và tình cảm. Với những vấn đề này, việc tôn trọng lịch sử và năng lượng của đất đai là rất quan trọng khi xây dựng một ngôi nhà mới. Xin phép và thực hiện các nghi lễ tôn vinh chủ cũ và cân nhắc về năng lượng của mảnh đất có thể giúp duy trì sự cân bằng và hòa hợp trong cuộc sống gia đình. 4. Chủ đầu tư không có kinh nghiệm. Trên thực tế, một trong những trường hợp đáng lo ngại nhất trong việc xây dựng nhà là khi chủ đầu tư không có đủ kinh nghiệm hoặc không có kiến thức chuyên môn về xây dựng.
Điều này có thể dẫn tới những hậu quả nghiêm trọng cho cả công trình và sức khỏe của những người sống trong ngôi nhà đó. Khi chủ đầu tư thiếu kinh nghiệm, một trong những vấn đề nghiêm trọng nhất là việc không đảm bảo các yếu tố cấu trúc kỹ thuật và kết cấu của ngôi nhà. Sự thiếu hiểu biết về kỹ thuật xây dựng có thể dẫn tới việc sử dụng nguyên vật liệu không đủ chất lượng hoặc không phù hợp cho mục đích. Điều này có thể gây ra tình trạng an toàn kém, khả năng chịu tải thấp và sự bất ổn trong cấu trúc của ngôi nhà. Điều này không chỉ đe dọa sự an toàn mà còn ảnh hưởng tới tính bền vững của công trình. Hơn nữa, trong trường hợp chủ đầu tư không quan tâm tới an toàn lao động trong quá trình xây dựng, nguy cơ xảy ra tai nạn là rất lớn. Người tham gia xây dựng, trong đó có chủ đầu tư, có thể dễ dàng gặp nguy hiểm từ các sự cố như ngã, trượt hay rơi từ độ cao. Nếu không có sự quan tâm tới việc bảo đảm an toàn lao động, nguy cơ tai nạn sẽ tăng lên đáng kể và có thể dẫn tới những hậu quả nghiêm trọng cho tất cả những người tham gia xây dựng. Việc thiếu kiến thức và kinh nghiệm trong xây dựng không chỉ đe dọa bền vững của công trình mà còn đe dọa tính mạng và sức khỏe của những người liên quan đến việc xây dựng. Đây là một vấn đề cần được xem xét và giải quyết một cách cẩn thận để đảm bảo sự an toàn và chất lượng của công trình xây dựng. Thông thường, nạn làm nhà sẽ chỉ kéo dài khoảng 3 năm thì hết, tính từ thời điểm bắt đầu làm nhà. Theo quan niệm của ông bà và phong thủy, nếu cố ý xây vào thời điểm này, gia chủ sẽ dẫn tới những điều xui xẻo không may. Lý do khi xây nhà cần đảm bảo hai yếu tố quan trọng, tuổi và hướng nhà để việc xây dựng thuận phong thủy. Xét tuổi của gia chủ cần chú ý phân tích các yếu tố như tam tai, kim lâu, hoàng ốc. Trong trường hợp gặp hạn khi sống trong nhà thì lại ảnh hưởng bởi các yếu tố khác như cấu trúc nhà, các phương vị không gian, cách bố trí đồ đạc trong nhà. Những điều này thường được thể hiện rất rõ ràng trong các quan niệm phong thủy. Ngoài ra còn có thể do xung khắc trong ngũ hành do tuổi của vợ chồng. Xét từ yếu tố lịch sử có thể thấy được, mỗi mảnh đất chúng ta sử dụng hiện nay đều đã trải qua rất nhiều đời chủ khác nhau, từ ông bà tổ tiên để lại cho con cháu hay từ người này nhượng cho người khác. Và trong lịch sử đã ghi nhận những trường hợp người thân mất đi sẽ chôn cùng với mảnh đất mà người chết lúc còn sống đã cai quản. Theo đó thì về mặt tâm linh thì hồn người chết vẫn đang cai quản mảnh đất đó nên khi xây nhà phải có sự xin phép, nếu không thì sẽ dẫn tới làm nhà hay gặp nạn. Sự bùng nổ dân số sẽ khiến cho người ta phải san ủi và di chuyển những khu vực nghĩa địa cũ để lấy đất xây nhà mà những thế hệ sau này hoặc người mua lại không biết. Và trong trường hợp này thì nhiều ít cũng có sự xâm phạm tới những người đã khuất. Vì vậy, nếu không làm tốt khâu giải phóng mặt bằng hợp lý thì người sống cũng sẽ khó mà yên tâm được. Theo các chuyên gia nghiên cứu thì vấn đề này có thể là do xây nhà trên những mảnh đất có trường năng lượng không phù hợp hay các đất đai có nhiều hợp chất gây hại. Những điều này đều sẽ không tốt cho sức khỏe của mọi người. Bên cạnh đó thì khi làm nhà gặp chuyện không hay cũng là một phần lỗi của gia chủ vì nhiều người xây nhà dựa trên kinh nghiệm chứ không có sự chỉ dẫn kỹ thuật. Khi xây nhà cũng không chú ý tới an toàn lao động nên có thể sẽ gặp các tai nạn như rơi, ngã. Vậy nên, trước khi tiến hành động thổ thì gia chủ nên làm một lễ cúng thổ công và tổ tiên để mong cho mọi việc đều hanh thông thuận lợi. Dù làm nhà hay gặp nạn, nhưng vấn đề chỉ là một lễ nhỏ và thành tâm là được, vì đây là vấn đề tâm linh và niềm tin. Và khi có chuyện không may xảy đến thì cần xem xét nguồn cơn. Nếu có lỗi của phần thi công thì cần điều chỉnh phù hợp, chứ không đổ hết lỗi cho phần âm được. Hơn nữa, bạn cần phải xem xét thật kỹ trước khi tiến hành xây dựng. Nếu biết rằng nơi đó có phần mộ hay nghĩa địa trong quá khứ, thì cần phải mời các chuyên gia đến hóa giải năng lượng sao cho phù hợp nhất. Ngoài ra, thì bạn cũng cần chú ý đến các yếu tố kỹ thuật và đảm bảo an toàn lao động trong quá trình thi công để tránh các sự cố không mong muốn. Thưa quý vị, phong thủy, một nghệ thuật cổ xưa từ phương Đông, được nhiều người trên khắp thế giới tin tưởng và áp dụng vào việc bài trí không gian sống của mình. Theo phong thủy, mỗi chi tiết trong ngôi nhà của bạn, từ vị trí tới hình dạng màu sắc đều có thể ảnh hưởng tới vận mệnh và may mắn của bạn. Có một dấu hiệu nhận biết một ngôi nhà hợp phong thủy mang lại may mắn và bình an cho gia chủ.
Vậy bạn đã biết gì về những dấu hiệu này? Hãy cùng Lắng Đọng Tinh Hoa tìm hiểu để xem ngôi nhà của bạn đã thực sự may mắn chưa. Thứ nhất, cửa chính sạch sẽ và sáng sủa. Cửa chính của ngôi nhà là điểm gặp gỡ giữa thế giới bên ngoài và không gian bên trong của ngôi nhà. Đây là nơi bạn đón chào, mời chào và chào đón những người khách đặc biệt đến thăm bạn. Ngoài ra, cửa chính còn có vai trò quan trọng trong việc thu hút thần tài, đem lộc lá vào ngôi nhà của bạn. Do đó, việc giữ cho cửa chính của bạn sạch sẽ và sáng sủa là rất quan trọng trong nghệ thuật phong thủy. Sự sạch sẽ và sáng sủa của cửa chính không chỉ tạo nên một ấn tượng tích cực đối với những người tới thăm bạn, mà còn tạo ra một môi trường tốt cho luồng năng lượng tích cực trong ngôi nhà. Cửa chính sạch sẽ và sáng sủa có thể thu hút năng lượng tích cực và tạo ra một không gian thoải mái và hài hòa. Trái ngược với điều này, việc để rác thải hoặc mảnh vụn nhỏ trước cửa chính có thể tạo ra sự cản trở cho luồng năng lượng tích cực. Điều này có thể dẫn tới vấn đề về tài chính và tài lộc, vì năng lượng tiêu cực có thể tạo ra sự trở ngại trong việc tích lũy tiền bạc và thúc đẩy sự không ổn định tài chính. Do đó, việc giữ cho không gian trước cửa sạch sẽ và thoáng đãng rất quan trọng. Ngoài việc giữ cho không gian trước cửa sạch sẽ, bạn cũng nên tránh đặt bất kỳ vật cản nào trước cửa. Cửa chính được xem là lối hấp thụ chính cho năng lượng tích cực và may mắn vào ngôi nhà. Nếu có bất kỳ vật cản nào trước cửa, như thùng rác, chậu cành nứt hay cây cối héo úa, nó có thể cản trở luôn năng lượng tích cực và tạo ra sự rối loạn trong ngôi nhà. Một không gian trước cửa thoáng đãng và không có rào cản có thể tạo điều kiện thuận lợi cho luồng năng lượng tích cực tự nhiên từ môi trường xung quanh vào ngôi nhà. Nó giúp tạo ra một môi trường sống hài hòa và thuận lợi cho sự phát triển và tài lộc của gia đình. Vì vậy, để mang lại may mắn và tài lộc cho ngôi nhà của bạn, hãy giữ cho cửa chính sạch sẽ và thoáng đãng và tránh đặt bất kỳ vật cản nào trước cửa. Điều này có thể giúp tạo ra một môi trường sống tích cực và hài hòa cho bạn và gia đình. Thứ hai, phải có sảnh trước nhà. Sảnh trước nhà hoặc ban công rộng mở thường được xem là một trong những dấu hiệu quan trọng của một ngôi nhà may mắn theo phong thủy. Đây là một không gian mở bên ngoài và tạo điều kiện thuận lợi cho luồng khí tốt và năng lượng tích cực vào ngôi nhà. Sảnh trước nhà có thể mang lại nhiều lợi ích cho gia chủ. Một trong những lợi ích quan trọng của việc có sảnh trước nhà là tạo ra không gian thoáng đãng và rộng rãi, giúp luồng năng lượng tốt có thể tự nhiên tràn vào ngôi nhà. Điều này có thể tạo ra một môi trường sống hài hòa và tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của gia đình. Sảnh trước nhà cũng tạo cơ hội cho tầm nhìn mở ra và cảm giác thoải mái trong cuộc sống hàng ngày. Ngược lại, nếu trước nhà có những vật cao đè nén, cản cửa hoặc tầm nhìn trước cửa bị hạn chế, thì có thể gây ra những vấn đề về phong thủy. Những vật cản này có thể tạo ra sự cản trở cho luồng năng lượng tích cực và may mắn vào ngôi nhà. Điều này có thể ảnh hưởng tới sự nghiệp, tài lộc và tình hình gia đình. Các yếu tố khác như cây cối mọc tốt, cột điện thoại hay cột sóng cũng có thể tạo ra những yếu tố tiêu cực phong thủy. Những vật này có thể gây ra sự cản trở cho luồng năng lượng và tạo ra tình huống không ổn định về tài chính và sức khỏe. Do đó, việc tránh có những vật cản trước cửa của ngôi nhà là rất quan trọng trong nghệ thuật phong thủy. Tuy nhiên, nếu bạn đã có những yếu tố tiêu cực trước nhà như cây cổ thụ hoặc vật cản không thể di rời được, có thể hóa giải bằng cách thay đổi hướng cửa chính, xây thêm hành lang hoặc sảnh trước nhà. Điều này có thể giúp làm dịu và hóa giải các yếu tố tiêu cực và tạo cơ hội cho luồng năng lượng tích cực vào ngôi nhà. Vì vậy, để tạo điều kiện thuận lợi cho may mắn và tài lộc trong ngôi nhà của bạn, hãy đảm bảo rằng bạn có sảnh trước nhà hoặc tạo điều kiện thuận lợi cho không gian trước cửa để luồng năng lượng tích cực có thể tự nhiên tràn vào ngôi nhà. Điều này có thể giúp tạo ra một môi trường sống hài hòa và tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển và tài lộc của bạn và gia đình. Thứ ba, đèn trong nhà sáng không chập chờn. Ánh sáng trong ngôi nhà chính là nguồn cung cấp năng lượng tích cực và tạo ra không gian đầy sự vui vẻ và hạnh phúc. Dù bạn sống trong ngôi nhà riêng biệt, căn hộ chung cư hoặc làm việc tại văn phòng, đèn sáng và không có hiện tượng chập chờn chính là một trong những dấu hiệu may mắn và phát triển.
Đèn sáng không chỉ tạo ra không gian thoải mái và dễ sống, mà còn thể hiện sự lưu thông của năng lượng tích cực. Đây là một trong những điều đơn giản nhất mà bất kỳ ai cũng có thể thực hiện để thu hút tài lộc và may mắn vào ngôi nhà của họ. Ánh sáng đem lại không gian ấm áp và dương khí tràn đầy, giúp tạo cảm giác phấn khích và hạnh phúc trong cuộc sống hàng ngày. Ngược lại, khi bạn có đèn mờ hoặc đèn có độ sáng quá thấp hoặc đèn chập chờn, điều này có thể tạo ra một môi trường không thuận lợi cho năng lượng tích cực. Đèn mờ có thể gây ra sự chậm trễ trong việc tiền bạc và tài lộc đến, và thậm chí có thể gây mất mát tài chính. Ánh sáng là biểu tượng của tiền bạc và hy vọng, và nếu không có đủ ánh sáng, tiền bạc và may mắn có thể không vào đến và duy trì trong ngôi nhà của bạn. Thầy Phong Thủy đã nói rằng, trong quá khứ không có ngôi nhà nào giàu có mà đèn trong nhà họ không sáng cả. Người xưa đã hiểu rằng đèn sáng là biểu tượng của sự phát triển và tài lộc. Vì vậy, họ đã sử dụng đèn sáng để thu hút năng lượng tích cực và tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển và tài lộc của họ. Một số người có thể ngại việc trang bị đèn sáng để tiết kiệm tiền điện, nhưng hãy nhớ rằng không gian tối tăm với bóng đèn chập chờn có thể giảm sút năng lượng tích cực và tạo ra sự trở ngại trong cuộc sống. Điều này có thể làm cho mọi việc trở nên khó khăn và không thuận lợi, thậm chí có thể dẫn tới tình trạng mất động viên và mất động lực. Nếu bạn đã có đèn nào đó yếu, không sáng hoặc đèn chập chờn trong ngôi nhà của bạn, hãy nhanh chóng thay thế chúng để thu hút lộc lá và làm cho mọi việc trở nên thuận lợi. Đèn sáng không chỉ tạo ra môi trường sống tích cực mà còn là biểu tượng của tiền bạc và may mắn. Ánh sáng đem lại sự tươi sáng và hy vọng, và nó có thể là một phần quan trọng để thu hút tài lộc và may mắn vào cuộc sống của bạn. Thứ tư, nhà cửa gọn gàng, sạch sẽ. Nhà cửa gọn gàng và sạch sẽ không chỉ tạo ra một môi trường sống dễ chịu mà còn có tác động tích cực đối với phong thủy và tài lộc của gia đình. Dù ngôi nhà của bạn to lớn hay nhỏ bé, việc duy trì trật tự và sạch sẽ là một trong những yếu tố quan trọng để thu hút năng lượng tích cực và tài lộc. Theo phong thủy, thường xuyên quét dọn nhà cửa giúp loại bỏ năng lượng tiêu cực và tránh khỏi những vấn đề xui xẻo. Dễ hiểu, khi bạn giữ ngôi nhà sạch sẽ và gọn gàng, nó sẽ trở nên một không gian dễ sống, thuận lợi cho việc tập trung và phát triển. Và nó cũng tạo ra sự cân bằng và hài hòa trong ngôi nhà của bạn, điều quan trọng trong phong thủy. Không nên chất đống đồ vật linh tinh hoặc vứt xác bừa bãi trong ngôi nhà của bạn. Đồ vật không cần thiết hoặc không còn sử dụng nên được thanh lý hoặc vứt bỏ. Không chỉ giúp ngôi nhà trở nên gọn gàng mà còn giúp loại bỏ năng lượng tiêu cực và tạo điều kiện cho năng lượng tích cực lưu thông trong không gian sống của bạn. Theo phong thủy, nhà càng lộn xộn, càng nhiều đồ vật không cần thiết thì gia đình đó càng ít của cải. Điều này có thể được hiểu theo cách rằng năng lượng tích cực có thể bị cản trở và không thể lưu thông đúng cách trong một không gian đầy rối rắm. Ngược lại, những gia đình giàu có thường có thói quen duy trì sự gọn gàng và sạch sẽ trong ngôi nhà của họ. Điều này không chỉ xuất phát từ thói quen cá nhân mà còn là sự quan tâm đối với phong thủy và tài lộc. Có những gia đình mãi không thể thăng tiến vì họ chất đống rác và đồ vật không cần thiết khắp nơi. Trong trường hợp như vậy, ngôi nhà trở nên không thuận lợi để thu hút năng lượng tích cực và tài lộc. Thần tài, người mang theo lộc lá, có thể không muốn đến những ngôi nhà bẩn và lộn xộn như vậy. Vì vậy, duy trì sự gọn gàng và sạch sẽ trong ngôi nhà của bạn là một yếu tố quan trọng để thu hút tài lộc và may mắn vào cuộc sống của bạn. Thứ 5. Phòng khách được bố trí tốt. Một phòng khách có cửa đối cửa hoặc cửa ra vào thông với cửa sau của ngôi nhà có thể khiến năng lượng phúc khí và tài lộc thoát ra ngoài mà không tích tụ lại trong ngôi nhà. Điều này có thể ảnh hưởng đến khả năng tích tụ năng lượng may mắn cho tài chính và của cải của gia đình. Vì vậy, tránh bố trí phòng khách với cửa đối cửa hoặc đường thoát năng lượng từ cửa sau của ngôi nhà là một quy tắc phong thủy quan trọng. Phòng khách nên được đặt ở vị trí trung tâm của ngôi nhà, điều này tạo điều kiện đến năng lượng tích tụ và lan tỏa đều đặn trong ngôi nhà. Nếu phòng khách đặt ở vị trí trung tâm, nó có thể là trung tâm của sự gặp gỡ gia đình và bạn bè, tạo ra sự kết nối và sự gắn kết trong gia đình.
hướng của phòng khách cũng quan trọng. Nó nên được đặt ở hướng tốt cho gia chủ như hướng sinh khí, phục vị, diên niên hoặc thiên y. Hướng này có thể được xác định dựa trên các yếu tố như năm sinh của gia chủ và các yếu tố cá nhân khác. Việc đặt phòng khách theo hướng tốt có thể tạo điều kiện thuận lợi để hút tài lộc và may mắn vào gia đình. Thêm vào đó, phòng khách nên được đặt gần cửa chính. Điều này tạo điều kiện cho năng lượng tích tụ và lan tỏa đến từ cửa chính vào phòng khách, thu hút may mắn và tài lộc vào ngôi nhà. Cuối cùng, việc bố trí cây cảnh hợp tuổi gia chủ trong phòng khách có thể tạo thêm một yếu tố may mắn. Cây cảnh không chỉ làm cho phòng khách trở nên xanh mát và tươi tắn, mà còn mang lại sự kết nối với tự nhiên. Đồ đạc trong phòng khách không nhất thiết phải xa hoa hay đắt tiền, nhưng nó nên được bảo quản và lau chùi sạch sẽ để không tạo cảm giác lộn xộn hoặc rối rắm. Trong phong thủy, phòng khách được xem là trái tim của ngôi nhà, nơi năng lượng tích tụ và trải bày. Bố trí phòng khách theo cách tốt nhất có thể giúp gia đình hút tài lộc và may mắn, tạo ra không gian sống thoải mái và hài hòa. Dân gian thường có câu, có thờ có thiêng, có kiêng có lành. Từ đó chúng ta rút ra được những kinh nghiệm để tránh những điều kiêng kỵ trong cuộc sống sao cho phù hợp. Phong thủy đã được chính con người kiểm chứng qua hàng ngàn năm nay trên khắp thế giới. Phong thủy ứng với tất cả mọi mặt trong cuộc sống của con người, từ vật chất tới tinh thần. Do đó ta không thể phủ nhận được tác dụng của nó. Quý vị thân mến, phong thủy là một phương pháp mang tính khoa học, hoàn toàn không gắn liền với bất kỳ tín ngưỡng nào. Là sự tương tác giữa các yếu tố tự nhiên, môi trường bên ngoài với nhau, hướng con người đến lối sống hòa hợp với môi trường tự nhiên. Mục đích chính của phong thủy là để tạo ra thiên thời, địa lợi, nhân hòa, từ đó đưa ra những vị trí thuận lợi nhất có thể đối với mỗi người, cách bài trí, thiết kế có thể hỗ trợ cho chúng ta trong cuộc sống. Thực chất, việc áp dụng phong thủy vào cuộc sống có quyết định đến tài vận, phúc thọ của bạn, nhưng không phải là tất cả. Vì thế, đối với quy luật phong thủy, bạn có thể tin nhưng tuyệt đối không nên mê tín. Trên đây là những thông tin cơ bản các gia chủ cần nắm được khi xem ngày tốt động thổ làm nhà vào tháng 3 âm lịch. Chúc các gia chủ chọn được ngày lành tháng tốt và khởi công xây dựng công trình suôn sẻ và thuận lợi nhất. Cứ trồng cây khế chỗ này để hút tài lộc, tiền vàng kéo vào âm âm, đôi đời giàu nứt vách. Quý vị thân mến, người châu Á rất xem trọng phong thủy, đặc biệt là phong thủy trước cửa nhà. Họ cho rằng mặt tiền càng thông thoáng thì càng tốt, hoặc nếu được trồng, chỉ nên trồng những loại có tên gọi khơi gợi sự may mắn, và cây khế cũng được coi là loại cây như vậy. Cây khế vốn là một loại cây khá quen thuộc và được trồng phổ biến ở khắp nơi trong nhà người Việt. Nó thậm chí cũng được xuất hiện trong các câu chuyện cổ tích của người Việt. Vậy hiện nay, cây khế được trồng rất nhiều, do đó mới gây nên khá nhiều tranh cãi. Vậy cây khế trong phong thủy có ý nghĩa gì? Trồng cây khế ở đâu thì tốt, đâu mới là điều đúng nhất? Thì ngay sau đây, tôi sẽ giúp quý vị giải đáp hết những thắc mắc trên. Quý vị hãy cùng lắng đọng tinh hoa, đi sâu và tìm hiểu ngay nhé! Trước hết, chúng ta hãy cùng tìm hiểu về ý nghĩa phong thủy của cây khế. Cây khế là một loại cây quen thuộc với người dân Việt Nam. Đồng thời, cây khế trong y học cũng có nhiều tác dụng chữa bệnh. Theo đông y, cây khế có vị chua, tính hàn, có công dụng thanh nhiệt, giải độc, lợi tiểu, cầm máu. Quả khế được dùng để chữa sốt cao, viêm họng, ho khan, tiêu chảy. Lá khế được dùng để chữa bệnh trĩ, viêm da. Vỏ khế được dùng để chữa đau bụng, đầy hơi. Trong thơ của nhà thơ Đỗ Trung Quân có viết, quê hương lại trùng khế ngọt, cho con trèo hái mỗi ngày. Hay câu chuyện cổ tích, ăn khế trà vàng. Khế có hai loại, chua và ngọt. Chúng ta hoàn toàn có thể phân biệt hai loại khế này bằng màu hoa, lá và quả của nó. Đối với khế ngọt, quả khế bé và có màu vàng ươm khi chín, hoa rũ màu hồng, lá màu xanh nhạt. Đối với khế chua, đọt cây màu đỏ sẫm, quả chín thì màu vàng nhạt, lá màu xanh tối, hoa đỏ sẫm. Hầu hết những cây khế đều là những cây to cao để ăn quả. Nhưng ngày nay xuất hiện thêm loại khế bonsai được trồng trong chậu để làm đẹp cho căn nhà.
Khế không những dùng để che mát, ăn quả, mà trong y học nó còn là một bài thuốc hữu hiệu. Đặc biệt là quả khế nó được dùng chữa bệnh như hạ sốt, cầm máu, giảm bệnh trĩ, lợi tiểu. Hơn nữa, khế là loại cây dễ trồng, ngay cả khi bạn không có thời gian chăm sóc thường xuyên thì cây cũng không dễ chết hay là héo. Vì vậy, không cần phải lo vấn đề việc chăm chút bón cây hay là tưới nước. Lá cây khế thường có kích thước vừa phải, tán lá có thể che bóng mát, quang hợp không khí, tạo ra không gian thoáng đãng và mát mẻ cho cả ngôi nhà. Bên cạnh các cây khế ăn quả hay đại thụ thì còn cây khế bonsai trồng trong chậu để làm cảnh trang hoàng cho nhà thêm đẹp. Hầu hết cây khế trước nay đều được trồng với mục đích ăn quả và bóng mát, nhưng thực chất ít ai để ý loại cây này cũng mang ý nghĩa phong thủy. Trong phong thủy, người ta thường coi trọng tên và bề ngoài của cây, nên cây khế là loại được nhiều hàm oan nhất vì cái tên không mấy đẹp. Theo người xưa, khế là cái tên không đẹp cộng với hình dạng của quả theo họ là xấu xí, nên thường kỵ trồng loại cây này. Hầu hết nhiều gia chủ trồng cây khế chỉ biết tính năng phủ mát và ăn quả của ngôi nhà mà không biết nó còn mang ý nghĩa phong thủy. Xét về phong thủy, cây khế mang ý nghĩa may mắn bởi màu vàng của quả khế chín tượng trưng cho sự thịnh vượng giàu có, tài lộc trong cuộc sống. Bên cạnh đó, quả khế có hình 5 cánh còn tượng trưng cho 5 yếu tố kim, mộc, thủy, hỏa, thổ giúp cân bằng âm dương, hài hòa vũ trụ. Cây khế được coi là chánh pháp, gắn liền với người hiền lành phúc hậu. Loại cây này cũng dễ trồng, không cần mất nhiều thời gian để chăm sóc. Vì thế mà bạn cũng không cần lo ngại vận lụi đi mà luôn phát triển tươi tốt. Câu chuyện ăn khế trả vàng trong chuyện cổ tích cây khế cũng là minh chứng cho sự may mắn, tài lộc trong phong thủy của loài cây này. Hơn nữa, cây khế cũng là thứ giúp cho người Việt không ngừng nhớ về quê hương của mình. Quê hương là chùm khế ngọt cho con trèo hái mỗi ngày. Vậy nên trồng cây khế ở đâu để mang lại tài lộc may mắn cho gia đình? Trong phong thủy, việc bố trí bất kỳ thứ gì, kể cả cây cối trước cửa nhà đều rất được xem trọng, bởi nó mang ý nghĩa cản đường đi lối bước vào nhà. Điều này quyết định rất lớn tới vận hạn của gia chủ. Cây khế là loại cây mang tới nhiều tiện ích nhưng cũng không thể nào tùy tiện trồng ở bất cứ đâu được. Bởi về mặt phong thủy, trồng cây không cẩn trọng sẽ ảnh hưởng tới vận may của gia chủ, cho dù là cây ăn quả thì cũng phải suy xét về nhiều mặt. Trong phong thủy, cửa nhà là nơi đón vận khí vào nhà, nơi đón tài lộc may mắn, nên trồng bất kỳ loại cây nào cũng sẽ chắn lối đi, cản trở những luồng dương khí vào trong nhà. Lối ra sẽ không nhận được sự thông thoáng và bị hạn chế ánh sáng, khiến cho căn nhà mất đi tính thẩm mỹ. Đặc biệt là cây khế, vốn là loài cây đại thụ nên dễ bám sâu, cành lá xum xuê, nên khi trồng trước cửa nhà sẽ làm mất đi sự thông thoáng, làm nó trở nên âm u. Hệ thống dễ bám sâu gây rạn nứt bề mặt và hỏng lớp sơn. Hơn nữa, lá và quả rụng cũng sẽ gây mất vệ sinh cho căn nhà, nhất là phần sân trước sẽ gây mất mỹ quan. Những cây khế trong phong thủy mang ý nghĩa khá tốt như cân bằng âm dương, mang tới tài lộc cho gia chủ. Người ta thường nói, ăn khế trả vàng cũng là nói tới sự thịnh vượng của loài cây này trong phong thủy. Hơn nữa, theo quan niệm dân gian Việt Nam, loài cây này là cây chánh pháp gắn liền với người có phúc, hiền hậu, tượng trưng cho đức tính của con người Việt. Vì vậy, không nên trồng cây khế trước cửa nhà, nhưng vẫn có thể trồng ở một số vị trí khác trong sân vườn hoặc sau nhà. Nếu bạn vẫn muốn trồng cây trước cửa thì hãy chọn các cây như cau, lộc vừng, sung vì nó giúp âm dương được cân bằng, mang ý nghĩa tốt đẹp. Nếu bạn vẫn muốn trồng cây khế trước cửa nhà hay là đã trồng nhưng mà không muốn đốn đi thì vẫn có cách đảm bảo phong thủy, bạn nên lưu ý những điều dưới đây. Chăm sóc tỉa cành thường xuyên giúp không gian luôn thông thoáng. Chọn khế bonsai thay vì khế truyền thống vì nó dễ cắt tỉa và thông thoáng hơn. Không trồng cây khế ở vị trí chắn lối đi lại vì nó không những gây cản trở lối đi mà còn ảnh hưởng tới tài lộc bình an của gia đình. Cây khế thường phát triển mạnh ở các khu vực có khí hậu nhiệt đới và cận nhiệt đới, vùng khí hậu nóng và ẩm. Trong thời tiết ánh nắng mặt trời đầy đủ, có độ ẩm, cây khế sẽ phát triển rất tốt.
Khế không khó sống, nhưng để phát triển tươi tốt nên sử dụng đất tơi xốp, đủ ẩm nhưng không được ngập nước. Nếu không trồng khế trước nhà thì có thể cân nhắc trồng ở trong vườn nhà, những vị trí có thể dùng đến như lối đi trong sân vườn, ở vị trí này sẽ tạo nên một lối đi mát mẻ. Trồng tiểu cảnh trong sân, cây khế cũng là một trong những loại cây được trồng tiểu cảnh khá nhiều bởi không chỉ mang lại giá trị thẩm mỹ mà còn tạo điểm nhấn, bóng mát tốt. Trồng giữa sân vườn, cây khế nên trồng giữa sân vườn sẽ tạo bóng mát cho cả sân vườn. Người tuổi nào hợp trồng cây khế nhất? Vì mang ý nghĩa phong thủy tốt lành nên cây khế phù hợp với tất cả các mệnh. Nhưng cây có thân màu nâu, lá màu xanh, khi chín quả có màu vàng tươi nên thích hợp nhất với những người mệnh thổ và mệnh hỏa. Người thuộc hai mệnh này nên trồng cây khế trước cửa nhà sẽ mang lại nhiều may mắn, phúc đức gấp đôi. Gia chủ sẽ luôn ăn nên làm ra, ngày càng giàu có hơn, con cháu đời đời giàu sang. Cây khế khá dễ trồng và dễ chăm sóc. Phương pháp nhân giống phổ biến nhất là ghép và chiết cành khế, vì những phương pháp này dễ thực hiện, nhanh chóng và đem lại hiệu quả cao. Hoặc bạn có thể mua sẵn cây con bán tại các cửa hàng cây giống, cây cảnh về trồng trực tiếp xuống đất. Cây khế tuy có sức đề kháng cao nhưng tốn nhiều công chăm sóc, nhưng muốn cây phát triển tốt, kết quả nhiều thì bạn cần chú ý tới những yếu tố sau. Đất trồng. Cây khế không kén đất trồng nhưng phù hợp nhất là đất mùn tơi xốp có độ pH là 5,5. Ngoài ra, bạn có thể trộn thêm phân chuồng mùn hữu cơ vào đất để thêm chất dinh dưỡng. Ánh sáng. Cây khế ưa nắng nên hãy chọn trồng ở những nơi có nhiều nắng. Nhưng nếu trồng trong sân vườn, không nên trồng gần bờ rào, gần nhà vì cây khế là cây cổ thụ, bộ rễ bám sâu. Nếu trồng quá gần tường, nhà thì có thể gây nguy hiểm khi cây gãy đổ. Tưới nước. Cây khế cần được tưới nước đều đặn mỗi ngày. Nếu thời tiết quá nóng hoặc là quá lạnh, nên phun sương cho lá cây để giảm nhiệt độ và tăng độ ẩm. Cắt tỉa. Cây lên cao tầm khoảng 1 mét thì nên cắt tỉa cành sâu bệnh, khô héo, đồng thời nên cắt những cành quá dày cho tán cây thông thoáng. Thời gian cắt tỉa thích hợp là vào sau vụ thu hoạch quả, trước lúc giao hoa. Ngoài ra, bạn cũng nên quét vôi bão hòa vào gốc cây để ngăn bọ đục khoét khi tới mùa hanh khô. Từ ngày 20 trở đi, cách vài tháng thì bón thêm phân hữu cơ và phân chuồng một lần. Ngoài ra, theo phong thủy thì không phân biệt cây khế chua hay là ngọt thì mới mang tài vận. Thế nên, tùy bạn thích chọn loại cây chua hay ngọt mà trồng. Khế chua thường được dùng để nấu canh, làm món khế rang tép, khế xào lòng, mứt khế đều rất ngon. Khế ngọt thì nhiều người dùng để ăn trực tiếp. Nếu bạn thích vận theo chữ thì nên chọn khế ngọt để thể hiện sự ngọt ngào, đầm ấm trong gia đình. Ngoài ra, cây kim tiền là một lựa chọn vô cùng chuẩn xác khi bạn muốn mua một loại cây phong thủy với ý muốn thúc đẩy tài lộc, may mắn cho mình. Loại cây này mọc thành khóm với những nhánh nhỏ, không có thân cây chính. Thân cây phình to từ dưới gốc và nhỏ dần lên tới ngọn, bên trong chứa rất nhiều nước. Lá cây có cuống ngắn với những phiến lá dày màu xanh mướt, bên trong cũng chứa nhiều nước. Chính nhờ lượng nước dồi dào khoảng 91% ở lá và 95% ở cuống và thân nên loại cây này hoàn toàn có thể sống mà không cần nước trong khoảng thời gian khá dài. Cây là loài dễ chùm, sinh trưởng rất nhanh nên cần có không gian thoải mái. Cây có sức sống mạnh mẽ và xanh tốt quanh năm. Trước khi chọn mua loại cây phong thủy này về nhà để bày trí, nhiều người băn khoăn với câu hỏi, cây kim tiền có độc không? Chính vì thế, các nhà khoa học nghiên cứu đã chỉ ra rằng có chất canxi oxalat nằm trong lá cây. Chất này có thể gây ra một vài kích ứng nhẹ với những vùng da nhạy cảm, ví dụ như niêm mạc, lớp màng nhạy trong họng hoặc là kết mạc mắt. Tuy nhiên, nó chỉ gây ảnh hưởng tới con người khi sử dụng một lượng cực lớn mà thôi. Ngoài ra, nhựa của cây cũng có chứa độc tố và sẽ gây nguy hiểm nếu nuốt trực tiếp. Biểu hiện ngoài da có thể thấy sau đó là mẩn ngứa, mụn nhọt. Sau khi dính độc, bạn có thể cảm thấy nôn nao, ngứa rát trong miệng hoặc là rối loạn tiêu hóa. Tuy nhiên, chất này không đi sâu vào cơ thể và gây tổn thương cho các cơ quan. Thông thường, trẻ em là đối tượng bị dính độc do các em chưa ý thức được khi ngắt lá cây hoặc là nuốt trực tiếp lá cây vào miệng.
Khi bị dính độc, chúng ta cần súc miệng thật nhiều lần để giảm bớt lượng độc tố, rồi tùy tình hình mà có thể quyết định có nên đến bệnh viện hay không. Có nên trồng cây kim tiền trong nhà hay không? Đó là thắc mắc của rất nhiều người. Câu trả lời chính xác là chúng ta hoàn toàn có thể và nên trồng cây trong nhà bởi những nguyên nhân dưới đây. Loài cây phong thủy này mang một ý nghĩa rất tốt đẹp ngay từ tên gọi, thể hiện sự may mắn, phúc lộc tràn trề. Nếu đặt trong nhà, chắc chắn loài cây này sẽ giúp gia chủ làm ăn thuận buồm xuôi gió. Loại cây này còn có tác dụng đáng kể làm đẹp trong không gian sống. Đặt cây trong nhà sẽ khiến cho căn phòng trở nên mát mắt và tràn đầy sức sống. Thêm vào đó, cây có tác dụng rất lớn trong việc lọc bụi bẩn trong bầu không khí, khiến không gian trong nhà trở nên trong lành hơn. Nếu muốn thúc đẩy tài lộc, gia chủ nên đặt loại cây phong thủy này ở cung tài lộc, giúp gia chủ gặt nhiều may mắn trong con đường sự nghiệp, kinh doanh thuận lợi và phát đạt. Ngoài ra, ta có thể chọn đặt kim tiền ở vị trí ngay trước cửa nhà, trên bậc thềm hoặc hành lang. Đây cũng là vị trí mang ý nghĩa chiêu tài mà lại vừa có tác dụng trang trí. Bạn cũng có thể lựa chọn những chậu cây kim tiền có kích thước vừa hoặc lớn để che những góc khuất, góc khuyết của ngôi nhà, giúp tăng tính thẩm mỹ cho ngôi nhà, vừa giúp thanh lọc không khí. Loại cây này cũng thích hợp đặt ở những nơi có đầy đủ ánh nắng, nhưng không tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời như cửa sổ, ban công để cây xanh tốt quanh năm. Tuy nhiên, cần tránh đặt cây ở phòng ngủ vì cây nhả khí CO2 vào buổi tối gây ra những ảnh hưởng không tốt cho sức khỏe. Nhà có trẻ em thì nên đặt ở những vị trí nằm xa tầm tay của trẻ em để tránh tình trạng bị dính độc tố của cây. Thưa quý vị, cây xanh không chỉ mang lại sự trong lành, thanh lọc không khí, xua đuổi côn trùng mà lựa chọn phù hợp còn giúp mang tài lộc, bảo vệ gia đình khỏi những điều không may. Trong phong thủy, phía trước ngôi nhà được xem là nơi sinh khí và sinh tài lộc. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết nên trồng cây gì trước cửa nhà cho mát, mang tới tài lộc. Người xưa có câu, chọn cây xem giống, chọn trồng xem tông. Lựa chọn cây trồng cũng là một nghệ thuật để cải thiện môi trường sống của nhà bạn, nơi khiến bạn đang sống trở nên gần gũi và đáng sống hơn. Việc trồng cây gì trước nhà là một trong những thắc mắc phổ biến được nhiều gia chủ quan tâm, bởi phong thủy tốt hay xấu sẽ phụ thuộc vào vị trí của loại cây mà chúng ta trồng. 1. Trồng cây lộc vừng trước nhà. Trong nhiều nền văn hóa trên thế giới, cây lộc vừng đã trở thành biểu tượng của tài lộc, phú quý và may mắn. Việc trồng cây lộc vừng trước nhà không chỉ là một hình thức trang trí sân vườn mà còn mang theo nhiều ý nghĩa tâm linh và phong thủy đối với gia đình. Lộc vừng với tên gọi tiếng Anh là money tree thường được ưa chuộng trong khuôn viên của các gia đình, đặc biệt là trong phong thủy Á Đông. Cây lộc vừng có thể trồng dễ dàng từ nhánh của thân mẹ và đặc biệt là tuổi đời của lộc vừng có thể lên tới hàng trăm năm. Cây lộc vừng càng già càng được coi trọng, bởi theo quan niệm phong thủy của người phương Đông, lộc vừng là nơi tích tụ năng lượng tốt và khí mạnh mẽ nhất trong tự nhiên. Càng sống lâu, cây lộc vừng tích tụ nhiều khí năng lượng càng lớn, và điều này góp phần tạo ra một môi trường tích cực và cân bằng năng lượng trong ngôi nhà và gia đình. Việc trồng cây lộc vừng trước nhà thể hiện lòng tin và sự đón nhận tài lộc và may mắn. Nó cũng là một cách để tạo điểm nhấn thẩm mỹ và thể hiện phong cách riêng của gia đình. Cây lộc vừng có một vẻ đẹp riêng với những lá xanh bóng và thân cây hình dáng độc đáo, tạo nên một cảm giác yên bình và thịnh vượng cho không gian trước nhà. Ngoài ra, cây lộc vừng còn được xem là biểu tượng của sự thịnh vượng và tài lộc. Việc trồng cây này được coi là một hình thức kết nối với nguồn năng lượng tích cực và tạo ra một môi trường hòa hợp cho gia đình. Chính vì thế mà nhiều gia chủ chọn trồng cây lộc vừng ở trước nhà, hy vọng nó sẽ mang lại tài lộc và may mắn cho cuộc sống của họ. 2. Trồng cây vú sữa trước nhà. Trong việc trồng cây vú sữa trước nhà, không chỉ đơn giản là tạo ra một không gian xanh mát và quả ngon ngọt mà còn mang theo những ý nghĩa và quan điểm từ góc độ phong thủy. Cây vú sữa với vẻ đẹp tự nhiên và sức sống mạnh mẽ có thể đóng vai trò quan trọng trong việc cân bằng năng lượng và tạo sự hài hòa cho không gian xung quanh ngôi nhà của bạn. Việc lựa chọn vị trí trồng cây vú sữa là một phần quan trọng của quy trình này.
Vị trí phải được chọn sao cho cây không tạo ra sự cản trở đối với luồng khí và năng lượng tự nhiên trong không gian. Tránh trồng cây quá gần ngôi nhà hoặc cửa chính vì điều này có thể gây xung đột đến năng lượng và tai lộc. Ngoài ra, không nên trồng cây vú sữa giữa lối đi vì nó có thể làm cản trở sự tự do lưu thông của năng lượng và tạo ra sự rối trong không gian sống. Hãy để lối đi được thông thoáng và thoải mái. Tuy cây vú sữa là một loại cây quen thuộc với gia đình Việt Nam, nhưng việc trồng nó trước cửa nhà cần được thực hiện một cách cân nhắc và chăm sóc đúng cách. Cây này không chỉ đem lại vẻ đẹp thiên nhiên mà còn mang theo ý nghĩa phong thủy tích cực cho ngôi nhà của bạn. Để tận dụng tối đa lợi ích của cây vú sữa, hãy quan tâm đến vị trí và bảo dưỡng cây một cách thường xuyên. 3. Trồng cây tùng trước nhà. Trồng cây tùng trước nhà không chỉ là việc tạo ra bức tranh xanh mát và đẹp mắt, mà còn mang theo nhiều ý nghĩa và lợi ích phong thủy đối với gia đình. Cây tùng với dáng cây thân gỗ thẳng đứng và tán lá đều tạo nên một hình ảnh thanh khiết và tinh tế. Lá kim mọc bao quanh cây, lan tỏa một mùi thơm dịu như hương lá bạc hà, mang lại sự thoải mái và tươi mát cho không gian xung quanh. Cây tùng thường sinh trưởng tự nhiên cao và thẳng, có thể cao tới 20 mét và cành lá phân bố đều quanh thân cây. Điều này tạo ra một tán cây đẹp mắt và đều, mang lại cảm giác hài hòa và cân bằng cho môi trường xung quanh. Bởi vì tán lá tùng không quá rộng và lá không quá lớn, nó không che khuất ánh sáng mặt trời hoặc không gian của nhà, cho phép ánh sáng tự nhiên thấm vào ngôi nhà một cách thoải mái. Về phong thủy, trồng cây tùng trước nhà mang lại nhiều lợi ích. Cây tùng được coi là một biểu tượng của sự trường thọ, bền vững và may mắn. Nó có khả năng thanh lọc không khí và mang tới không gian trong lành, tươi mới cho ngôi nhà của bạn. Ngoài ra, cây tùng dễ trồng và chăm sóc, có sức sống mạnh mẽ và khả năng chịu đựng khí hậu khắc nghiệt. Do đó, bạn không cần tốn nhiều công sức để duy trì cây. Vì vậy, việc trồng cây tùng trước nhà không chỉ làm cho ngôi nhà của bạn trở nên đẹp hơn mà còn mang lại nhiều lợi ích phong thủy và sức khỏe cho gia đình. Cây tùng đại diện cho sự trường thọ và may mắn, và với sự tươi mát và thoải mái mà nó mang lại, nó chắc chắn sẽ tạo nên một không gian sống đáng yêu và tốt lành. 4. Cây trồng trước cửa nhà, ngũ gia bì. Cây ngũ gia bì còn được gọi là cây tiền, không chỉ là một loại cây trang trí trước nhà mà còn mang theo một loạt ý nghĩa tinh thần và phong thủy đối với gia đình. Đây là một trong những loại cây phổ biến và được ưa chuộng bởi tính dễ trồng và sự phát triển xanh tốt quanh năm. Không đòi hỏi quá nhiều công chăm sóc, cây ngũ gia bì thường là người bạn đồng hành tuyệt vời trong không gian sống và làm việc của chúng ta. Một trong những lý do khiến cho cây ngũ gia bì trở nên phổ biến là vẻ đẹp và tính thẩm mỹ của nó. Cây có thân cây thanh mảnh, lá xanh bóng và thường được trồng trong chậu, tạo nên một vẻ đẹp tinh tế và dễ thương. Khi trang trí trước nhà, cây ngũ gia bì tạo nên không gian thoáng đãng và tươi tắn, mang lại cảm giác thoải mái và thư thái cho ngôi nhà. Ngoài ra, cây ngũ gia bì được xem là một biểu tượng của tài lộc và may mắn trong phong thủy. Theo quan niệm phong thủy, cây này giúp chủ nhân ổn định tài vận, phát triển sự nghiệp và giữ được tài lộc. Với sự phát triển xanh tốt quanh năm, cây ngũ gia bì trở thành một biểu tượng của sự thịnh vượng và sự phát triển bền vững. Cây ngũ gia bì còn mang theo ý nghĩa động viên tinh thần và hòa thuận. Việc trồng và chăm sóc cây này trong gia đình thể hiện sự quan tâm và yêu thương đối với môi trường sống, cùng với ý nghĩa hòa thuận và đoàn kết. Cây ngũ gia bì giúp tạo ra không gian sống tích cực và là nơi gặp gỡ, trò chuyện cho các thành viên trong gia đình. Do đó, cây ngũ gia bì không chỉ là một loại cây trang trí trước nhà mà còn là biểu tượng của vẻ đẹp, phú quý và sự hòa thuận. Việc trồng cây ngũ gia bì không chỉ mang lại cảm giác thoải mái và thư thái mà còn tạo nên một không gian sống thú vị và tích cực cho gia đình. 5. Trồng cây hoa hòe trước cửa nhà. Cây hòe với vẻ đẹp và ý nghĩa phong thủy đặc biệt thường được trồng trước cửa nhà để mang lại sự may mắn và cân bằng cho gia đình. Loại cây này có thân gỗ mạnh mẽ, thẳng và có khả năng sinh trưởng cao, có thể đạt đến chiều cao tối đa lên tới 15 mét. Thân cây thẳng đứng và mạnh mẽ tạo nên một dáng vẻ uy nghiêm và cân đối.
Nụ hoa của cây khoe có màu vàng tươi sáng. Khi bung nở, chúng chuyển sang màu trắng ngà, tạo nên một hình ảnh tinh khôi và thanh khiết. Hương thơm đặc biệt của hoa khoe cũng là một điểm đáng chú ý. Mùi thơm của hoa có chút đắng ngọt, khiến cho không gian xung quanh trở nên dịu dàng và tinh tế. Với sự kết hợp giữa vẻ đẹp và ý nghĩa phong thủy, cây khoe trở thành một sự lựa chọn phù hợp để trồng trước nhà. Nó không chỉ tạo nên bóng mát và không gian xanh mát mà còn mang lại lợi ích phong thủy. Cây khoe được xem là biểu tượng của sự may mắn và cân bằng trong gia đình. Việc trồng cây khoe trước nhà không chỉ làm cho ngôi nhà trở nên hấp dẫn mà còn mang lại sự tươi mới và may mắn cho mọi người trong gia đình. 6. Cây tre, trúc cảnh. Cây tre và trúc cảnh không chỉ là những loại cây phổ biến mà còn là một phần không thể thiếu trong văn hóa và cuộc sống của người dân Việt Nam. Hình ảnh của cây tre và khóm trúc đã đi vào lòng người và gắn liền với lịch sử và truyền thống của đất nước. Ngày nay, việc trồng cây tre và trúc làm cây cảnh không chỉ mang tới vẻ đẹp thiên nhiên mà còn mang theo những ý nghĩa phong thủy tốt đẹp. Theo quan niệm phong thủy, cây trúc có tính âm cao, điều này làm cho nó trở thành một loại cây phù hợp để đặt ở những nơi có tính dương mạnh mẽ. Đặt cây trúc tại những vị trí như cầu thang lên xuống, hành lang, lối đi lại hoặc phòng khách có thể tạo nên sự cân bằng giữa âm và dương. Không chỉ làm cho không gian trở nên hài hòa mà còn mang lại cảm giác bình yên và sự hòa quyện. Ngoài những tác động phong thủy tích cực, cây trúc còn có khả năng làm sạch không khí xung quanh. Bằng cách lọc bỏ bụi bẩn và các hạt bẩn trong không khí, cây trúc giúp tạo ra môi trường trong lành, thúc đẩy sự tươi mới và sức khỏe cho người sống trong căn nhà. Cây tre và trúc không chỉ đơn thuần là cây cảnh mà còn là biểu tượng của sự gắn kết với tự nhiên và truyền thống văn hóa của Việt Nam. Việc trồng cây tre và trúc không chỉ là một hình thức trang trí mà còn là cách để thể hiện lòng yêu thương đối với thiên nhiên và tạo ra không gian sống tốt cho gia đình. 7. Trồng cây vạn niên thanh. Cây vạn niên thanh với tên gọi tươi đẹp và ý nghĩa phong thủy độc đáo đã trở thành một trong những cây cảnh được lựa chọn phổ biến để trồng trong không gian gia đình. Không chỉ là một nguồn gốc tên gọi thú vị, cây vạn niên thanh còn mang trong mình những giá trị phong thủy tốt, đem lại nhiều điều may mắn cho gia chủ. Việc trồng cây vạn niên thanh không chỉ là việc tạo thêm sự xanh mát và tươi mới cho ngôi nhà, mà còn là cách để kết nối với vẻ đẹp tự nhiên và tạo dựng một môi trường sống tốt cho gia đình. Loại cây này thường được biết đến với khả năng lọc không khí, giúp không gian trở nên sạch sẽ và trong lành. Điều này đồng nghĩa với việc cung cấp một môi trường sống tốt cho mọi người trong gia đình, giúp tăng cường sức đề kháng và sức khỏe. Ngoài ra, cây vạn niên thanh còn được xem là biểu tượng của sự thịnh vượng và tài lộc. Theo quan niệm phong thủy, việc trồng cây này tại ngôi nhà sẽ thu hút và kích hoạt năng lượng tích cực, đem lại may mắn và thịnh vượng cho gia chủ. Màu xanh tươi mát của cây vạn niên thanh cũng tượng trưng cho sự tươi mới và hy vọng trong cuộc sống. Không chỉ là một cây cảnh đẹp, cây vạn niên thanh còn là một biểu tượng của sự may mắn và thịnh vượng. Việc trồng cây này không chỉ làm cho không gian trở nên xanh mát và tinh tế, mà còn mang lại nhiều lợi ích phong thủy tốt cho gia đình. Đó chính là lý do tại sao cây vạn niên thanh được lựa chọn và yêu thích trong việc trang trí không gian sống. 8. Cây trồng trước cửa nhà, họ cam chanh. Cây họ cam chanh và họ cam không chỉ đơn thuần là các loại cây cảnh mà còn mang theo một loạt ý nghĩa phong thủy tươi đẹp, tạo nên một không gian sống phong cách và thỏa mãn không chỉ về thẩm mỹ mà còn về tiền tài và hạnh phúc gia đình. Trong triết lý phong thủy của người Trung Quốc, các cây họ cam thường được xem là biểu tượng của sự thịnh vượng, đặc biệt là các cây cam cung cấp cho gia đình không chỉ sự phát triển về vận may mà còn mang lại một cảm giác yên bình và hạnh phúc. Việc trồng cây họ cam trước cửa nhà không chỉ là một hình thức trang trí mà còn mang lại lợi ích phong thủy to lớn cho ngôi nhà. Khi bạn quyết định chọn cây họ cam cho không gian trước cửa nhà, vị trí đặt cây rất quan trọng. Hướng Đông Nam được xem là vị trí lý tưởng bởi theo quan niệm phong thủy, hướng này mang lại tiền tài và sung túc cho gia đình. Đặc biệt, bạn cần chú ý chăm sóc cây cam thật tốt bởi cây cam trả lại quả mọng nước và tươi tốt thì gia đình cũng sẽ gặp nhiều may mắn hơn trong cuộc sống.
Vậy nên, cây họ Cam Chanh và họ Cam không chỉ là các cây cảnh đẹp mà còn là biểu tượng của sự thịnh vượng và hạnh phúc trong gia đình. Việc trồng và chăm sóc chúng không chỉ tạo ra một không gian sống phong cách mà còn mang lại tiền tài và may mắn cho gia đình. 9. Cây thiết mộc lan. Cây thiết mộc lan, một loại cây không chỉ đẹp mắt mà còn mang trong mình ý nghĩa phong thủy đặc biệt, đã trở thành lựa chọn hàng đầu để trồng trước nhà. Điều đặc biệt về cây này là sự nở rộ của những bông hoa. Chúng được coi là biểu hiện của tài lộc và sự thịnh vượng. Khi cây thiết mộc lan bắt đầu ra hoa, gia chủ tin rằng sẽ có sự hưng thịnh và may mắn tìm đến ngôi nhà của họ. Tuy nhiên, không chỉ dừng lại ở việc mang lại may mắn, cây thiết mộc lan còn có khả năng thanh lọc không khí. Điều này rất quan trọng trong không gian sống hiện đại. Khi chúng ta thường tiếp xúc với nhiều tác nhân gây ô nhiễm, cây thiết mộc lan giúp loại bỏ các chất độc hại từ không khí, tạo ra một môi trường trong lành và tươi mới cho gia đình. Không chỉ là biểu tượng của may mắn và thịnh vượng, cây thiết mộc lan còn là một cây cảnh với vẻ đẹp riêng biệt. Màu sắc rực rỡ của hoa thiết mộc lan khiến cho không gian trước nhà trở nên sang trọng và quyến rũ hơn nhiều. Việc trồng cây thiết mộc lan trước nhà không chỉ mang lại lợi ích phong thủy mà còn làm cho ngôi nhà trở nên ấm cúng và hấp dẫn hơn bao giờ hết. 10. Trồng cây sung trước nhà. Khi bạn quyết định trồng cây trước nhà, việc lựa chọn loài cây phù hợp không chỉ đơn giản về thẩm mỹ mà còn là về phong thủy và năng lượng của bạn. Một trong những loại cây phổ biến được chọn trồng trước nhà là cây sung, được xem là biểu tượng của sung túc và may mắn. Chữ sung trong tên của cây sung đã được gia đình người Việt xây dựng vào ngay từ khi trồng cây này trước nhà. Cây sung mang ý nghĩa tiền tài và may mắn và cực kỳ phổ biến trong việc tiếp thu năng lượng từ bên ngoài. Khi trồng cây sung trước nhà, bạn đang khai thác tiềm năng phong thủy của nó, giúp mang lại nhiều điều may mắn và thuận lợi trong cuộc sống và công việc. Việc trồng cây sung trước nhà không chỉ tạo nên một không gian thanh mát, không chỉ tạo nên một không gian xanh mát và thẩm mỹ mà còn mang lại nhiều lợi ích phong thủy to lớn cho gia đình. Nó có thể giúp cho gia đình bạn cảm thấy tự tin, phát triển tốt trong các lĩnh vực cuộc sống và công việc. Vậy nên, đáp án cho câu hỏi có nên trồng cây sung trước cửa nhà hay không là hoàn toàn có. Trồng cây sung không chỉ là một hình thức trang trí trước nhà mà còn là một cách để đồng hành cùng phong thủy và năng lượng thuận lợi. 11. Trồng cây vạn tuế trước nhà. Trong việc trồng cây vạn tuế trước nhà, không chỉ đơn giản là tạo điểm nhấn thẩm mỹ mà còn mang trong mình nhiều ý nghĩa phong thủy đặc biệt. Loại cây này không chỉ đẹp mắt mà còn giúp cân bằng khí âm dương, đóng góp tích cực cho vận khí của ngôi nhà. Cây vạn tuế với tên gọi mang ý nghĩa là vạn sự tuế nguyện, thể hiện tinh thần vững vàng bền bỉ của nó qua thời gian. Sự uy nghi và sang trọng của cây này không chỉ thể hiện qua hình dáng của nó mà còn thông qua tên gọi. Vạn tuế đại diện cho sự trường tồn, thịnh vượng và thăng tiến không ngừng. Tuy nhiên, khi trồng cây vạn tuế trước nhà, gia chủ cần lưu ý tới một số điểm quan trọng để đảm bảo rằng việc trồng cây không phạm phong thủy và không tác động xấu đến bản thân và các thành viên trong gia đình. Việc đặt cây cần cân nhắc kỹ lưỡng để không gây cản trở luồng khí trong không gian. Ngoài ra, việc chăm sóc và duy trì cây cũng đóng vai trò quan trọng để giữ được vẻ đẹp và ý nghĩa phong thủy của cây vạn tuế trước nhà. 12. Trồng cây cau cảnh trước cổng nhà. Cây cau cảnh với vẻ đẹp tự nhiên và ý nghĩa phong thủy đặc biệt đã trở thành một lựa chọn phổ biến cho việc trang trí và cải thiện không gian sống. Việc trồng cây cau cảnh trước cổng nhà không chỉ là một cách để làm đẹp môi trường xung quanh mà còn mang theo nhiều lợi ích trong phong thủy. Cây cau cảnh được coi là một loại cây mang đến may mắn và bình yên cho gia chủ, dễ trồng và chăm sóc. Cây cau cảnh có thể thay đổi môi trường xung quanh nó bằng cách tạo ra dương khí mạnh mẽ và giảm âm khí từ bên ngoài xâm nhập vào ngôi nhà. Điều này giúp tạo ra một không gian trong lành và tạo cảm giác yên bình trong ngôi nhà của bạn. Không chỉ dừng lại ở việc trang trí, cây cau cảnh còn có khả năng thu hút sự may mắn và thịnh vượng trong kinh doanh. Đối với nhiều công ty và cửa hàng kinh doanh, việc đặt cây cau cảnh tại cửa ra vào là một biện pháp truyền thống để thu hút tài lộc và tạo điểm nhấn thẩm mỹ.
Thân cây cao cảnh thẳng đứng, gốc to và vững chãi cùng với tán lá xum xuê tạo nên một hình ảnh vững chắc và thịnh vượng. Nhìn vào cây cao cảnh, bạn có thể cảm nhận được sự trường tồn, thịnh vượng và tài lộc tiềm ẩn trong đó. Với những lợi ích về phong thủy và sức khỏe của cây cao cảnh mang lại, không có lý do gì mà bạn không nên trồng một chậu cao cảnh trước cổng nhà để tận hưởng tất cả những điều tốt lành mà nó mang lại. Quý vị thân mến, đến đây chắc hẳn bạn đã biết được ý nghĩa của cây khế trong phong thủy là gì, có nên trồng trước nhà hay không. Hy vọng với những chia sẻ trên sẽ giúp ích cho bạn. Nếu có bất kỳ câu hỏi hay thắc mắc nào nữa, hãy để lại bình luận cho chúng tôi nhé. Cuối chương trình, xin kính chúc quý vị thành công và vui vẻ trên hành trình cuộc đời mình. Chân thành cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành và theo dõi. Quý vị hãy đăng ký kênh Lắng Đọng Tinh Hoa để ủng hộ thêm cho ban biên tập chương trình và được lắng nghe thêm nhiều lời dạy bổ ích và triết lý cuộc sống nhé. Thời lượng của chương trình đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.